Hello hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh mình chuyên mua và bán thanh điện thoại cũ rẻ. Và hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 năm 2023. Và trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ chính hãng giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn trương sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ nào bên mình thì các bạn hãy đăng ký kênh YouTube Triệu Phú TV, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem vừa lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được một con máy coi như là siêu to, siêu khổng lồ các bạn nhé. Đấy. Để hôm nay nhà mình về được một con này là con Samsung A72 các bạn nhé. Đấy. Trên tay mình là sản phẩm coi như là Galaxy A72. Và cái ngoại hình con này thì mình đánh giá thì là máy còn là 90/90% các bạn nhé. Máy còn rất là đẹp luôn. Galaxy A72, camera của nó thì là cụm camera của nó 1, 2, 3, 4 mắt và một đèn flash. Rất là đẹp luôn, giống cực kỳ là giống A73 các bạn nhá. Và cái cấu hình con này cực kỳ là khủng luôn. Đấy, con này được cái là trang bị màn hình của nó thì là AMOLED, Super AMOLED 6.7 inch Full HD cộng, cực kỳ là sắc nét luôn. Và được cái là trang bị chip Snapdragon là 720G. Và cấu hình con này cực kỳ là khủng các bạn nhá. Phiên bản là công ty, 2 SIM 2 sóng luôn nhá. Bạn nào mà thích kiểu máy chính hãng mà 2 SIM 2 sóng thì bạn phải cân nhắc mua này, dùng cực kỳ ok các bạn nhá. Và bộ nhớ trong con này của nhà mình sẽ là RAM 8GB và bộ nhớ trong là 256GB. Nói chung với bộ nhớ 256GB, các bạn tìm một con máy mà hơn 4 triệu đồng thì nói thật con này quá đáng mua ở thời điểm hiện tại các bạn nhé. Đấy, cực kỳ ok luôn. Phiên bản của công ty, 2 SIM 2 sóng, pin lại trâu bò nữa, pin lại là pin 5.000 nữa nhé. Pin lại là 5.000 nữa. Đấy, mà lại tận 256GB. Các bạn về quay phim hay là chụp ảnh thì cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Camera trước sau thì cực kỳ là sắc nét luôn, tại vì cụm camera cực kỳ to, cực kỳ là sắc nét các bạn nhé. Và giá trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì cái con Samsung A72 này của nhà mình thì là mình sẽ thanh lý bạn giá coi như là 4.500.000 đồng. Bạn nào thích sản phẩm coi như là Galaxy A72 này, các bạn nhận hàng mình sớm nhất qua hai số hotline là 0966 và 0833. Số này thì mình sẽ dùng Zalo luôn các bạn nhé. Và địa chỉ cửa hàng mình là số nhà 72, phố Bà Thá, Viên An, Hà Nội. Bạn nào gần thì trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình và để giao lưu trao đổi mua bán. Và ở xa thì mình có Shipco nên bạn yên tâm. Và tất cả sản phẩm bên mình thì bán ra thì là bao test coi như là toàn máy coi như là 10 ngày và bảo hành coi như là phần cứng là 6 tháng, nên các bạn yên tâm sử dụng bạn nhé. Đấy, phân khúc hơn 4 triệu đồng, thay vì các bạn mua những sản phẩm đời mới bây giờ, Oppo, Xiaomi hay là Samsung hay là những sản phẩm đời mới bây giờ thì là các bạn có thể cân nhắc mua con Samsung A72 này, tiết kiệm rất là nhiều luôn. Con này lúc mới ra nó cũng là mười mấy triệu này, nhưng mà bây giờ thì hiện thời hiện tại thì là cực kỳ là ngon luôn. Các bạn có thể cân nhắc con này, mua con này cực kỳ ok. Hơn 4 triệu đồng thì nó thật các bạn, không một đối thủ các bạn nhé. Đấy. Sánh ngang với đánh đối thủ coi như là lót 10 luôn. Đấy, cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được cây Galaxy Note 10. Hôm nay buổi tối ngày hôm nay thì mình về được hai cây Galaxy Note 10 phiên bản của Mỹ các bạn nhé. Đấy, được cái là phiên bản của Mỹ luôn. Chip Snapdragon là 855. Chip này các bạn gánh game hay chạy dụng cực kỳ tuyệt vời. Màn hình của nó thì là Super AMOLED 6.3 inch, cực kỳ là sắc nét luôn. Thì mình sẽ nói sơ qua qua về cái cấu hình chi tiết cái con này, cũng là phân khúc coi như là hơn 4 triệu đồng thì con này cũng đáng mua các bạn nhá. Đấy ạ. Đấy, Galaxy Note 10 này phân khúc hơn 4 triệu đồng. Thay vì các bạn lao vào những sản phẩm đời mới bây giờ thì bạn phải cân nhắc mua những sản phẩm Note 10 này hoặc là Samsung A72 này, rất ok các bạn nhá. Pin châu bò pin 5.000 luôn. Con này của nhà mình thì mình sẽ nói sơ qua qua này. Con nhà mình là Galaxy Note 10 phiên bản là của Mỹ nhá. Đấy, một SIM một sóng. Cấu hình sẽ là RAM 8GB, bộ nhớ là 256GB. Màn hình của nó là cong, tràn viền ra bên ngoài, rất là đẹp luôn. Đấy, bạn nào mà thích cái kiểu màn hình cong, bạn phải cân nhắc mua này, rất là ok luôn các bạn nhé. Màn hình cong, tràn viền ra bên ngoài, rất là đẹp luôn. Nói chung là mua về tặng các chị em phụ nữ dùng cực kỳ tuyệt vời. Hoặc các bạn nào mà dùng thích kiểu nhỏ gọn thì các bạn phải mua này. Màn hình của nó thì là 6.3 inch. Pin của nó pin 3K5, pin 3K5 bạn dùng một ngày cũng cực kỳ là tốt các bạn nhé. Mà chip RAM cấu hình khỏe, cực kỳ ok. Bút thì là tất cả là bút bình thường các bạn nhé. Bút thì là không bị lỗi bút hay gì nhé. Con này thì là bút bấm bút hay là quay phim hay là chụp ảnh, tất cả bình thường các bạn nhé. Đấy. Bút thì mình chưa cài, mình phải cài bút vào các bạn nhé. Con này thì mình chưa cài bút các bạn nhé. Bút các bạn chỉ bấm bút thôi, sẽ là vào quay phim chụp ảnh, cực kỳ ok các bạn nhé. Các bạn có thể là vẽ viết hay là vẽ làm gì cực kỳ ok các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể là về coi như là cài bút hay là bấm bút hay là chụp ảnh, cực kỳ là ok luôn, cực kỳ là sắc nét các bạn nhé. Đấy, camera các bạn bấm bút thôi, sẽ là quay phim chụp ảnh đây, các bạn bấm bút thôi. Đấy, các bạn còn bấm bút thôi thì gõ bút thôi, sẽ là chụp ảnh quay phim cực kỳ ok các bạn nhé. Đấy, phân khúc cực kỳ là rẻ luôn. Tầm hơn 4 triệu đồng thì các bạn mua này cực kỳ ok. Và sản phẩm cũng như là đây của nhà mình này, về ngoại hình thì các bạn khỏi chê rồi.
máy còn là trên 90%, máy màu đa sắc còn rất là đẹp các bạn nhé. Đây, màn hình thì nó cũng ở trong veo veo luôn, màn hình rất là đẹp luôn. Con này của nhà mình thì thế cũng rất là đẹp luôn, ngoại hình thì khỏi phải chê. Và màn hình thì nó cũng là trong veo veo các bạn nhé. Đấy, thì trong buổi tối ngày hôm nay thì mình giá bọn này thì mình sẽ thanh lý bọn giá cực kỳ là rẻ. Có 4 triệu 200 nghìn đồng thôi. Đấy, phân khúc cũng như là 4 triệu 2 các bạn phải cân nhắc mua này dùng cực kỳ là sướng các bạn nhé. Đấy, thay vì các bạn đâm đầu vào những sản phẩm điện thoại mới bây giờ thì bạn dùng bọn này nó dùng cực kỳ là sướng các bạn nhé. Và bạn nào thích sản phẩm cũng như là Galaxy Note 10 các bạn nhà hàng mình sớm nhất các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về là một con này là con giá rẻ các bạn nhé. Con này của nhà mình là con VinMax Start 4. Đấy, VinMax Start 4 các bạn nhé. Con này của VinMax Start 4 này, cấu hình cực kỳ tuyệt vời. Màn hình của nó thì là 6 inch, hơn 6 inch. Pin thì là pin 3K5 các bạn nhé. Pin của nó thì là pin 3K5, pin 3K5. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con này của nhà mình thì là gì nhỉ? Sẽ là 1 triệu đồng các bạn nhé. VinMax Start 4 này, ngoại hình rất là đẹp luôn nhé. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân làm một máy phụ nghe gọi, xem YouTube, nghe nhạc, xem phim, hoặc các bạn mua học sinh các bạn mua về mà để làm máy phụ đi học thì chẳng may mà các bạn mà ra đường bị móc túi mất hay là bị rơi mất thì nó sẽ là không bị tiếc các bạn nhé. Có 1 triệu đồng VinMax Start 4 này thôi. Dùng cực kỳ là ngon các bạn nhé. Dòng này thì cực kỳ là bền các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm coi như là VinMax Start 4 này các bạn, nhà hàng mình sớm nhất các bạn nhé. Đấy. Năm 2022 rồi, 23 rồi thì là các bạn còn nên đi mua hàng online không? Thì là theo lời khuyên của mình các bạn nên đi mua hàng online các bạn nhé. Tại vì mua hàng online bây giờ điện thoại bây giờ nó giá nó quá rẻ luôn. Đấy. Không phải những phải điện thoại giá rẻ mà nhiều mặt hàng khác giá rẻ. Đấy. Các bạn chỉ ngồi rung đùi ở nhà thôi. Có người shipper mang hàng đến đợi tận nơi cho các bạn test tủng các kiểu xong các bạn rồi các bạn thanh tiền chuyển khoản cho shipper là xong. Đấy, bọn mình bán hàng online bây giờ mỏi cả mồm mới bán được con máy, nhiều khi phải chụp chọc các kiểu luôn, nhiều khi khách còn không mua cơ, nhiều khi khách bảo anh ơi cho em xem cái ảnh như này như nọ. Đấy, nhiều khi bán một con máy nó cực kỳ là vất vả các bạn nhé, chụp chọc góc đoạn cách màn hình các kiểu, nhiều khi khách người ta còn không thích, người ta không mua. Đấy, nhiều khi là khách hàng thực tế mình phải chiều cực kỳ là tốt các bạn nhé. Đấy, nói chung là các bạn mua hàng online thì ở thời điểm hiện tại thì quá là sướng luôn. Đấy, ngồi ở nhà rung đùi mua được sản phẩm điện thoại giá rẻ mà lại ngon các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì nhà mình về được 2 cây A90 5G. Nói chung là phân khúc cũng như là hơn 3 triệu đồng thì con này cũng vô đối về cấu hình các bạn nhé. Về cái ngoại hình thì máy còn là trên 90%, máy còn rất là đẹp các bạn nhé. Máy còn là trên 90% rất là đẹp luôn. Đấy. Về thứ hai con này của nhà mình thì màn hình của nó trong veo veo luôn. Đấy, trong veo veo luôn các bạn nhá. Màn hình AMOLED cực kỳ to luôn. Đấy ạ. Galaxy A90 5G phiên bản là Hàn Quốc, một SIM một sóng các bạn nhá. Dung lượng pin con này của nhà mình là pin 4K5, chip Snapdragon là 855. Chip này các bạn gánh game hay chạy dụng cực kỳ tuyệt vời. RAM thì là RAM 6, bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình của nó thì là Super AMOLED 6.7 inch Full HD cộng, màn hình cực kỳ là to. Pin thì cực kỳ và trâu. Mà có giá thì là trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì là bên mình sẽ thanh lý bạn giá có như là 3 triệu 300 nghìn đồng. Đấy, 3 triệu 300 nghìn đồng. Thì bạn mua A90 5G dùng nói chung là quá sướng luôn. Có 3 triệu 3 thôi. Tội gì các bạn mua điện thoại mới làm gì? Dùng nhiều khi hiệu năng hay là tính năng thì nói chung là dùng không bao giờ sướng. Nói chung là phân khúc của bạn mua con máy chục triệu thì tính năng cũng như bọn này thôi. Còn về hiệu năng thì nói chung là dùng bọn này nói chung là sướng hơn nhiều các bạn nhé. Dùng rất là rẻ luôn. Thứ nhất giá vừa rẻ, các bạn tiết kiệm được mấy triệu và các bạn dùng cực kỳ là ngon các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được con này là con Samsung Z8 các bạn nhé. Này, trong buổi tối ngày hôm nay thì là nhà mình lại về tiếp tục con này là con Samsung Galaxy Z8. Con này của mình là phiên bản là công ty, 2 SIM 2 sóng. Cấu hình sẽ là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB các bạn nhé. Màn hình của nó Super AMOLED 6 inch. Nói chung là màn hình cực kỳ là sắc nét luôn. Màn hình trong veo veo các bạn nhé. Màn hình là hàng trong veo veo luôn. Con này là hàng coi như là đổi bảo hành này. Đấy, đổi bảo hành còn rất là mới các bạn nhé. Con này của nhà mình là hàng còn đổi bảo hành, còn máy còn rất là mới các bạn nhé. Mà giá thì cực kỳ là rẻ luôn. Có 1 triệu coi như là 600 ngàn đồng các bạn nhé. Đấy. Con Galaxy Z8 này. 2018 này. Màn hình đẹp trong veo veo luôn mà có 1 triệu 600 nghìn đồng cho các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm con Z8 này mua về làm máy phụ nghe gọi chống cháy hoặc là tặng các bạn ông bà bố mẹ người thân thì các bạn mua này dùng cực kỳ là sướng các bạn nhé. Có 1 triệu 600 nghìn đồng thôi, rất là rẻ cho các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được con này là con Oppo A73. Nói chung là cái con A73 này dùng nói chung là ở thời điểm tại thì con này dùng cực kỳ là sướng các bạn nhé. Đấy. Con này là con Oppo A73 các bạn nhé. Con này của nhà mình là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB.
Màn hình của nó Super AMOLED 6.44 inch Full HD cộng màn hình AMOLED cực kỳ là sắc nét các bạn nhé, trong veo vèo luôn. Về ngoại hình con này khỏi phải chê luôn, ngoại hình thì đẹp đẹp đẹp, không khác gì máy mới các bạn nhé. Ngoại hình thì được máy mới thì là 19/10 luôn. Nói chung là có một con máy lướt và còn đẹp được như thế này, nó thật các bạn dùng quá sướng luôn này. Trang bị màn hình AMOLED nhé, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, dùng quá sướng quá chất luôn các bạn nhé. Và cái con này của nhà mình, dung lượng pin của nó thì là pin 4K, pin 4K các bạn nhé, pin hơn 4K. Phiên bản là hai SIM hai sóng, một SIM eSIM và một SIM vật lý các bạn nhé. Con này của nhà mình là hai SIM hai sóng, một SIM eSIM và một SIM vật lý. Chip Snapdragon là 662. Đấy, 662. Nói chung là phân khúc coi như là hơn 2 triệu đồng thì các bạn mua này về vô đối các bạn nhé, dùng cực kỳ là sướng luôn. Tặng ông bà bố mẹ người thân, nói chung là dùng bọn này chỉ đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt rất ít các bạn nhé. Đấy, mua về thì mình sẽ bao cho bạn coi như là bền đến lúc hỏng luôn các bạn nhé. Và sản phẩm coi như là Oppo A73 này buổi tối ngày hôm nay thì bên em sẽ thanh lý các bạn giá coi như là 2 triệu. Cả chỗ ô tô đi qua các bạn nhé. Đấy. Trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em bán cho các bạn giá coi như là 2.800.000 đồng. Nói chung là 2.800.000 các bạn cần phải cân nhắc mua này nhé, thay vì điện thoại mới bây giờ rất là ngon các bạn nhé. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được con này, con Galaxy Note 10 Plus. Đấy, Note 10 Plus các bạn nhé, phiên bản công ty luôn. Thì mình sẽ search thử sơ cụ qua về cấu hình con này nhé, lâu lắm thì mình cũng quên về cấu hình. Trong buổi tối livestream ngày hôm nay này, nhà mình đã về được con này, con Galaxy ở Note 10 cộng các bạn nhá. Về cái ngoại hình con này thì mình đánh giá thì là ngoại hình thì là mặt lưng của nó thì là hơi kiểu sức phải theo thời gian các bạn nhá, tiểu khách cũng dùng ốp ấy. Mặt lưng kiểu hơi sức phải theo thời gian các bạn nhá. Và cái mặt kính của nó thì là hơi phải một tí thôi, hơi phải ít thôi các bạn nhá. Mặt kính của nó thì là hơi phải ít thôi. Đấy, hơi phải ít thôi các bạn nhá. Đấy, hơi phải ít thôi. Được cái thì màn hình trong veo luôn. Đấy, màn hình thì khỏi trông hết các bạn nhá. Đẹp trong veo vèo luôn các bạn nhá. Đấy, phiên bản thì là phiên bản công ty luôn. Đấy. Đang gọi đặt máy các bạn nhé. Đấy. Đấy, Galaxy Note 10 cộng này, phiên bản công ty luôn các bạn nhá. Hai SIM hai sóng. Cấu hình sẽ cực kỳ là khủng. RAM 12GB, bộ nhớ tận là 256GB. Màn hình của nó được cái là trang bị màn hình của nó Dynamic AMOLED 6.8 inch QHD 2K cộng. Và dung lượng pin của nó pin 4K3. Đấy. Màn hình thì là cong tràn viền, rất là đẹp luôn các bạn nhá. Đấy ạ. Trông veo veo luôn các bạn nhá. Và giá trong buổi tối ngày hôm nay thì là bên mình sẽ thành đoạn giá cực kỳ là rẻ nhé. Đấy. Galaxy Note 10 cộng phiên bản công ty thì trong buổi tối ngày hôm nay thì là mình sẽ thanh lý bạn giá coi như là 5.800.000 đồng. Đấy, 5.800.000 đồng. Tình trạng con này của nhà mình là chỉ cái bút của nó là không bấm bút được chụp ảnh các bạn nhé. Đấy, vẽ vùng hay bình thường các bạn nhé. Đấy, các bạn vẽ viết hay là cảm ứng hay là chọc cảm ứng nó bình thường. Đấy, các bạn có thể là vẽ viết bình thường. Chỉ duy nhất cái nút này này, ở đây nó có nút bấm chụp ảnh này. Đấy, ở đây nó sẽ có nút bấm chụp ảnh, nó sẽ là bị hỏng nhé. Hỏng nút bấm chụp ảnh nó sẽ là không chụp ảnh được vào đây nhé. Cái dòng Note 10 này sẽ rất hay hỏng, bị hỏng cái bút này. Đấy, nên mình thanh lý bạn giá cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, bình thường con này bây giờ đang bán với mức giá coi như là gần 7 triệu đồng, các bạn chỉ có lỗi cái bút này thôi, mua cái bút này chỉ có tầm 200-300 nghìn thôi. Đấy, nếu bạn nào mà thích kiểu chụp ảnh ấy, về mua mất tầm khoảng 200-300 nghìn thôi là thành bút ngon rồi. 5.800.000 mới có cho là 300 nghìn đi, rơi vào có 6.1 triệu thôi, rất là rẻ các bạn nhé. Bình thường các bạn không phải mua bút nhé, cứ để cái bút để dùng bạn về vẽ viết, trong chung là bút thì chẳng bao giờ các bạn chẳng bao giờ dùng đâu, mà giá thì cực kỳ là rẻ các bạn nhé. Giá thì buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ thanh lý bạn giá có như 5.800.000 đồng bạn nhé. 5.800.000 đồng Galaxy Note 10 cộng phiên bản công ty luôn bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về được con này, con Galaxy S20 5G các bạn nhé. Hôm nay thì nhà mình lại về được một con này siêu cấu hình luôn, dùng cực kỳ ngon. Đấy, siêu cấu hình dùng cực kỳ là ngon các bạn nhé. Đấy, siêu cấu hình như này cực kỳ là ngon luôn. Đấy, trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì con này thì là giá cực kỳ là rẻ bạn nhé. Đấy. Về cái ngoại hình con này thì mình đánh giá thì là máy con là 90/90% các bạn nhé. Đấy, máy thì còn là 90/90%. Con này của nhà mình thì là phiên bản là của Hàn Quốc các bạn nhé. Đấy, Galaxy S20 5G này có hỗ trợ sóng 5G, phiên bản là Hàn Quốc, một SIM một sóng các bạn nhé. Về cái cấu hình con này của nhà mình sẽ là RAM 12GB và bộ nhớ trong con như này là 128GB các bạn nhé. Đấy, bộ nhớ lên tới tận 128GB. Màn hình của nó thì là 2K các bạn nhé. Đấy, 2X nhé, Lumia 2X 2K này. 6.2 inch, chip Snapdragon là 865, chip dòng, chip này các bạn gánh game hay chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Tình trạng con này của nhà mình thì là trong buổi tối ngày hôm nay thì là mình sẽ thanh lý bạn giá có như là 3.500.000 đồng.
thì mình sẽ tả coi như tình trạng cho các bạn luôn các bạn nhé. Đấy. Con này thì mình sẽ tả tình trạng luôn cho bạn nhé. Mình sẽ cầm cái bút này mình bấm nó chụp cho nó sướng luôn. Để dùng trải nghiệm với các bạn nhé. Đây. Bút thì nó sẽ không vào đây các bạn nhé. Bút con này sẽ đây. Tình trạng con này là chỉ bị đây cho các bạn để ý kỹ này. Cái chỗ camera là sẽ là bị chấm một tí kim các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn kỹ không? Đấy, bình thường mình không tả cho các bạn thì các bạn không bao giờ biết được các bạn nhé. Mình là sẽ là mình bán hàng thì mình sẽ đặt cái chữ tín lên hàng đầu nên các bạn yên tâm các bạn nhé. Đấy. Đấy nhá. Tí thì đi thôi các bạn, để ý kỹ mới thấy. Màn hình thì con này thì là ám cực kỳ là nhẹ các bạn nhé. Màn hình con này thì là ám cực kỳ là nhẹ, các bạn để ý kỹ mới thấy thôi. Ám cực kỳ là nhẹ. Ám như không ám các bạn nhé. Thì là trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì là mình sẽ thanh lý bạn giá có như là 3.500.000 đồng. Đấy. 3.500.000 đồng thì là các bạn có thể mua này dùng cực kỳ là sướng các bạn nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm có như là Galaxy S20 5G 3.500.000 đồng này các bạn nhé, hàng mình sớm nhất các bạn nhé. Đấy. Cái nốt này thì các bạn đẩy không bao giờ sướng các bạn nhé, dùng cực kỳ là sướng các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về được con này là con Oppo gì nhỉ? Oppo A16K các bạn nhé. Đấy, trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về được con này là con Oppo A16K đi. Oppo A16K thì mình sẽ tìm về cấu hình cho chi tiết cho các bạn nhé. Đấy, Oppo A16K đấy. Đấy, trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình đã về được con này con Oppo A16K phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB, màn hình của nó là 6.52 inch, pin của nó thì là pin hơn 4.000 các bạn nhé, pin hơn 4.000, hai sim hai sóng, về ngoại hình con này còn đẹp các bạn nhé, ngoại hình thì đẹp chấm hết luôn, máy còn là trên 90%, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Thì là con Oppo A16K này sẽ là 1.900.000 đồng các bạn nhé. Oppo A16K này, con này thì là khách mới mua chưa đầy một tháng các bạn nhé, con này thì khách mới mua chưa đầy được một tháng này. Hôm nay thì là thanh lý cho bên mình thì là mình sẽ thanh lý bạn giá coi như là 1.900.000 đồng các bạn nhá. Đấy, tầm cũng điện thoại mà đẹp như này thì bạn thể mua này, cân nhắc mua này các bạn nhé. Đấy, nếu bạn nào mà không dùng nhiều bộ nhớ thì bạn phải cân nhắc mua này, RAM 3, bộ nhớ 32GB dùng rất ok mà giá cực kỳ hợp lý các bạn nhé, có 1.900.000 các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được con này là con gì nhỉ, con này là con Vivo nhá. Vivo hôm nay thì nhà mình Vivo, con này Vivo cực kỳ là chất luôn. Cái con này trên tay mình là sản phẩm cũng như là Vivo Y15 các bạn nhé. Về cái ngoại hình mình đánh giá thì là con này máy còn là trên 90%, máy còn rất là ok các bạn nhé. Vivo Y15 thì con này của nhà mình thì là phiên bản của nó thì là màn hình của nó thì là 6.35 inch HD cộng các bạn nhé, màn hình của nó thì là HD cộng, pin thì là pin cực kỳ châu bò, pin 5.000. Cấu hình con này của nhà mình sẽ là RAM của nó là RAM 4GB các bạn nhé. Đây, giới thiệu điện thoại này, RAM của nó là sẽ là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đó, màn hình hơn 6 inch, pin của nó thì là pin 5.000, nói chung là dùng cực kỳ châu bò. Thì là con này của nhà mình thì là mình sẽ thanh lý bạn giá có như là 2.200.000 đồng. Đấy, con này của nhà mình là con Vivo Y15 các bạn nhé, máy còn rất ok luôn. Đấy, rất là đẹp, giá sẽ là 2.200.000 đồng. Đấy, điện thoại bên mình thì được cái tự tin mình khẳng định cho các bạn là rất nhiều phân khúc, từ vài trăm nghìn đến coi như là 10 triệu đồng, nên là các bạn học sinh cấp 1 này, cấp 2, cấp 3 này, các bạn học đại học này, hoặc là các anh các chị các cô gì chú bác mà gì nhờ thu nhập thấp này, thu nhập cao này, cũng có thể mua sản phẩm bên mình các bạn nhé. Đấy, từ thu nhập thấp, nếu mà các bạn nào mà thu nhập thấp ấy, thì các bạn phải chọn những sản phẩm điện thoại ít tiền, cũ lướt ít tiền, còn bạn nào mà thu nhập cao thì bạn phải chọn những sản phẩm đời mới bây giờ mà nhiều tiền các bạn nhé. Nói chung điện thoại bây giờ rất là rẻ rồi nên là các bạn mua thì cực kỳ ok các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con gì nhỉ, C25i, con này là con Redmi C25i, phiên bản là gì nhỉ, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB bạn nhé. Trang bị màn hình con này của nó thì là 6.5 inch HD cộng, pin của nó thì là pin 5.000, hai sim hai sóng, về ngoại hình con này cực kỳ ok các bạn nhé. Con này thì là cấu hình nó sẽ là giống y con Vivo Y15, đấy, Y15 các bạn nhé, mà giá sẽ tương tự như nhau luôn. Giá cái con này của nhà mình thì là mình sẽ thanh lý bạn giá có như là 2.200.000 đồng. Đấy, con Vivo con Redmi C25i này giá sẽ là 2.200.000 đồng cho bạn nhé. Pin châu bò, nói chung là dùng những sản phẩm này các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi, còn bình thường thì lỗi vặt rất ít các bạn nhé. Đấy, bên mình thì rất nhiều điện thoại phân khúc giá nên các bạn yên tâm sử dụng điện thoại cũ bên mình các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được con này là con Samsung A23 các bạn nhé. Thì mình sẽ xem sơ qua về cái cấu hình con Galaxy A23 này. Thì con này thì ở thời điểm hiện tại thì con này có đáng mua các bạn nhé. Đấy, A23 để mình xem chi tiết nó, mình sẽ để cấu hình như nào. Đấy.
Về cái ngoại hình con Galaxy A23 này của nhà mình, ngoại hình thì là máy con là trên 90%. Cam của nó to cũng y cái kiểu của con đàn em của con A72 này. To y nhau nhau nhưng mà độ phân giải nó sẽ là kém hơn một chút các bạn nhé. Con này của nhà mình thì là cấu hình cực kỳ là khủng. Đấy, cấu hình cực kỳ là khủng các bạn nhé. Đấy ạ. Con này của nhà mình là phiên bản là Hàn Quốc các bạn nhá. Một SIM một sóng. Cấu hình thì cực kỳ là khủng các bạn nhé. Cấu hình con này của nhà mình sẽ là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Con này được cái là chạy chip Snapdragon là 666 các bạn nhé. Và trang bị của nó thì là màn hình của nó thì là 6,66 inch. Đấy, màn hình cực kỳ là to luôn. Pin 5000. Đấy. Samsung con này của nhà mình thì là một SIM một sóng các bạn nhá. Thì là giá trong buổi tối ngày hôm nay thì là mình sẽ thanh lý bạn giá coi như là 2.800.000 đồng. Đấy. Bạn nào mà cần con pin châu mà màn to, giá rẻ, khỏe như con này thì bạn phải mua này, rất là ok luôn các bạn nhá. Đấy, bộ nhớ lên tới 128GB mà có 2.800.000 đồng cho bạn thôi, rất là rẻ các bạn nhá. Đấy, A23 này 128GB. Đấy. Nói chung là 2.800.000 các bạn cân nhắc mua này, dùng cực kỳ ok các bạn nhá. Bền các bạn nhá. Lồi đồng củi đá luôn các bạn nhá. Và tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bạn trên tay mình được bộ phụ kiện các bạn nhá. Đấy. Trên tay mình đây là bộ phụ kiện sạc nhanh 18W chính hãng của LG. Bộ sạc này là ra đầu cổng của nó thì là cổng của nó thì là đầu cổng của nó là đầu cổng gì nhỉ? USB. Và dây của da của nó là dây da của nó là dây tai si các bạn nhé. Các bạn có thể là mua về sạc cho Oppo, Samsung, iPhone, tất cả là dòng khác. Các bạn có thể chọn mua lẻ củ để mua lẻ cáp cũng rất là được các bạn nhé. Bộ sạc 18W chính hãng của LG này, bộ sạc nhanh này bên mình đang bán cho bạn giá coi như là 99k các bạn nhé, rất là rẻ các bạn nhé. Và trên tay mình đây là bộ sạc coi như là 25W chính hãng của Samsung. Bộ sạc này là bộ sạc siêu nhanh nhé. Bộ sạc siêu nhanh 25W chính hãng của Samsung. Bộ sạc này thì bên mình đang bán ra cho bạn với giá coi như là 150.000 đồng. Ở đây thì mình sẽ test thử cái sạc siêu nhanh cho bạn luôn các bạn nhé. Đấy. Bộ sạc này là bộ sạc 25W các bạn nhé. Bộ sạc này là bên mình đang bán cho bạn với giá coi như là 150.000 đồng, rất là rẻ các bạn nhé. Đấy. Phụ kiện ổ điện mất à, tụt mất các bạn. Đấy, sạc siêu nhanh các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy sạc siêu nhanh, đấy, sạc siêu nhanh các bạn nhé. Đấy, đấy, các bạn nhìn thấy sạc siêu nhanh. Đấy, các bạn nhìn cái chữ sạc siêu nhanh các bạn nhé. Đấy, sạc cực kỳ là sướng luôn. Những dòng nào mà hỗ trợ sạc siêu nhanh là thật các bạn dùng, nói chung là các bạn ngồi rung đùi thôi, ăn bát phở thôi là có điện, có pin để dùng các bạn nhé, rất là ok các bạn nhé. Và đây là bộ sạc 18W chính hãng, bộ sạc 45W, bộ sạc này chính hãng của Samsung. Bộ sạc này thì là cũng là sạc siêu nhanh. Bên mình đang bán ra cho bạn với giá coi như là gì nhỉ? 190.000 đồng. Đấy, tất cả phụ kiện này thì là mình sẽ bán qua, mình chỉ nhận đặt qua Shopee thôi các bạn nhé. Đây, tất cả phụ kiện mua sạc 18W này, sạc coi như là 45W, sạc 25W mình chỉ nhận đặt qua Shopee thôi các bạn nhé. Tại vì cái phụ kiện này nói thật với các bạn thì là mình cũng tâm sự cho bạn là mình bán phụ kiện này, bán cho vui, bán cho nó có thôi. Còn để mà làm giàu mà từ phụ kiện lên là thật các bạn, không bao giờ có các bạn nhé. Nói chung là mình bán cũng cực kỳ là nhiều thôi. Nói chung là không đủ ăn tiêu các bạn nhé. Không đủ ăn tiêu luôn. Cái phần trăm hoa hồng của nó thì không đủ ăn tiêu. Nói chung là trừ tiền thuế của điện tử này, trừ tiền ship này, trừ tiền lọ kia các kiểu này. Nói chung là không ăn thua. Trừ tiền hộp, trừ tiền công mình đóng gói, trừ tiền các anh shipper qua nhà mình lấy hàng là thật. Không được bao nhiêu tiền các bạn nhé. Các bạn gõ kênh coi như là Triệu Phú TV đấy. Triệu Phú TV này. Đấy. Mình sẽ hướng dẫn các bạn coi như là mua hàng luôn các bạn nhé. Đấy, các bạn lên, bạn nào biết rồi có thể bỏ qua, còn bạn nào mà chưa biết thì các bạn có thể xem clip của mình để biết rõ hơn các bạn nhé. Các bạn kích vào mục xem thêm này. Ở đây thì mình sẽ để cái link coi như là Shopee bán phụ kiện bên mình. Thì các bạn kích vào Shopee. Đấy, các bạn kích vào mở ra thì là cái việc bạn kích vào sản phẩm này. Đây, các bạn kích vào đây. Xong các bạn chọn mua. Đấy, các bạn mở Shopee ra, các bạn kích vào chọn để mua hàng giúp mình các bạn nhé. Phụ kiện này thì là mình không nhận đặt ở bên ngoài các bạn nhé. Tại vì mình bán ra thì mình bán ra mình không bán được bao nhiêu luôn. Đâm là các bạn thông cảm bên mình các bạn nhé. Mình chỉ nhận đặt qua Shopee thôi các bạn nhé. Đấy là Shopee của nhà mình nhé. Đấy, nhiều bạn cứ hiểu nhầm coi như là đây không phải Shopee của mình. Đây là Shopee của nhà mình các bạn nhé. Đấy, đây là mình cũng giới thiệu các bạn, đây là Shopee phụ kiện của nhà mình nhá. Không phải bên thứ ba đâu các bạn, nên các bạn yên tâm các bạn nhé. Cũng là Triệu Phú TV luôn các bạn nhé. Đấy, Shopee của nhà mình các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên mình lại về được con này, là con buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên mình lại về được sản phẩm coi như là Galaxy S21 5G phiên bản của Mỹ. Thì hôm nay nhà mình về hai cây màu hường nhạt các bạn nhé. Về cái ngoại hình bọn này thì trầm hết rồi, rất là đẹp luôn. Và thứ hai, con này của nhà mình thì màn hình thì cũng là trầm hết luôn các bạn nhé. Màn hình thì là đẹp như ngọc trinh luôn, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, hôm nay nhà mình về là hai tên,
Đấy, Galaxy S21 5G phiên bản của Mỹ các bạn nhá. Thì mình sẽ nói sơ qua về cái cấu hình chi tiết con này. Đấy. Thì ở phân khúc hiện tại, với phân khúc hiện tại thì là hơn 5 triệu đồng thì con này đáng mua các bạn nhá. Đấy, Galaxy S21 5G phiên bản của Mỹ, hai SIM hai sóng, một SIM eSIM và một SIM vật lý các bạn nhá. Cấu hình sẽ là RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128GB. Chip Snapdragon con này là 888. Chip này các bạn gánh game và chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Màn hình của nó thì là 6.2 inch AMOLED các bạn nhé. Màn hình của AMOLED 6.2 inch. Tốc độ màn hình con này lên tới tận 120GHz các bạn nhé. Đấy. Tốc độ màn hình của nó thì là lên tới tận là 120GHz các bạn nhé. Các bạn lướt hay đa nhiệm cái gì cực kỳ nhanh, cực kỳ là mượt luôn. Và giá trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ thanh lý bạn giá Galaxy S21 5G này buổi tối ngày hôm nay thì là mình sẽ thanh lý bạn giá coi như là 5.800.000 đồng nhé. 5.800.000 đồng cho bạn nhé. Phiên bản của Mỹ, máy đẹp, màn hình đẹp bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Mà giá cực kỳ là rẻ các bạn nhé. Có 5.800.000 các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì nhà mình lại về được cây này là cây Galaxy Lot 9 các bạn nhé. Trong buổi tối ngày hôm nay về cái ngoại hình con này mình đánh giá thì là máy còn tầm khoảng độ 90% nhé, trên 90 một chút luôn. Đấy, con Galaxy Lot 9 này viền của nó thì hơi phẩy một chút thôi. Mai bạn nào lấy thì mình sẽ tặng các bạn một cái ốp rất là ok luôn các bạn nhé. Galaxy Lot 9 nhá. Đấy. Con này của nhà mình thì là phiên bản của như của Hàn Quốc này, một SIM một sóng. Đấy, cấu hình con này của nhà mình sẽ là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Và trang bị con này của nhà mình thì là màn hình của nó thì là 6.4 các bạn nhé. Đấy. Con này của nhà mình thì là màn hình của nó thì là AMOLED này, 6.4 QHD 2K+. Đấy. Pin thì là pin 4000. Đấy. Tình trạng con này của nhà mình thì màn hình của nó thì ám cực kỳ là nhẹ các bạn nhé. Đây, mình sẽ quay chi tiết cho bạn ám cực kỳ là nhẹ, các bạn để kỹ về thời thôi. Còn bình thường thì mình quay như này thì bạn sẽ không thấy các bạn nhé. Màn hình ám cực kỳ là nhẹ luôn. Giá thì là trong buổi tối ngày hôm nay thì là mình sẽ thanh lý cho các bạn coi như là Galaxy Note 9 này của nhà mình cho các bạn với giá coi như là 3 triệu đồng bạn nhé. Đấy, Galaxy Note 9 này 3 triệu đồng rất là rẻ luôn. Tội gì các bạn phải mua những sản phẩm coi như là Galaxy Note 9 và bị đốm đốm kim nào thì đốm đốm như ngón tay, ngón chân, đốm như bàn tay chẳng hạn, hoặc là đốm chấm kim, đốm chấm con kiến như các shop khác báo chẳng hạn. Đấy, tội gì các bạn phải mua màn đốm đấy. Đấy, mà giá thì có 3 triệu thôi. Con này của nhà mình là chỉ màn hình ám cực kỳ là nhẹ thôi. Đấy, không bị đốm đủ các kiểu thì các bạn nhé, mà có 3 triệu đồng này. Đấy, như nhiều shop khác mà cũng bán với mức giá coi như là hơn 3 triệu đồng. Lót chín đốm kim, đốm con kiến là thì đốm lông kiến là thì đủ các loại lông chim cò các kiểu. Đấy. Đấy, tội gì các bạn mua hàng đốm này, màn này không đốm này, chỉ ám nhẹ cực kỳ nhẹ thôi, có 3 triệu đồng các bạn nhé. Rất là rẻ các bạn nhé. Và sản phẩm cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về một con to đùng này, con to đùng ngã ngửa này. Đây, thì hôm nay nhà mình về được con này là con Galaxy. Đấy. Lot 20 5G. Đấy, hôm nay nhà mình về được con này là Galaxy Lot 20 5G các bạn nhé. Trên tay mình thì sản phẩm có như là Galaxy Lot 20 5G. Con này của nhà mình là phiên bản là Hàn Quốc, một SIM một sóng. Cấu hình con này của nhà mình sẽ là RAM 8, bộ nhớ trong là 256GB. Về cái ngoại hình con này khỏi chê các bạn nhé. Máy đẹp thì là trên 90%. Nói chung là không khác gì máy mới nó bao nhiêu các bạn nhé. Đẹp đẹp châm hết luôn. Đấy, khỏi phải chê luôn. Về thứ hai con này của nhà mình thì màn hình cũng là đẹp châm hết luôn nhá. Màn hình thì cũng đẹp trong veo vèo luôn các bạn nhá. Màn hình Super AMOLED to cực kỳ to, 6.7 inch. Chip Snapdragon là 865, chip dòng. Chip này các bạn gánh game và chảnh dụng cực kỳ tuyệt vời. Và dung lượng pin của nó là pin 4K3, cực kỳ là châu bò các bạn nhá. Đấy. Thì là giá trong buổi tối ngày hôm nay bên mình sẽ thanh lý bạn giá có như là 5.500.000 đồng. Đấy. Galaxy Lot 20 5G 5.500.000 đồng cho bạn nhé. Giá nói chung là cực kỳ là rẻ cho bạn nhé. Dòng này các bạn có hỗ trợ bút này, hỗ trợ về học nhé. Viết vẽ hay là chụp ảnh quay phim thì nói chung là cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Đấy, các bạn về mua về hỗ trợ học vẽ chim vẽ cò cực kỳ ok bạn nhé. Mà giá có 5.500.000 đồng cho bạn nhé. Đấy. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em có những ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ, giá từ chỉ từ 1 triệu đồng đến chục triệu đồng, dành cho các bạn coi như là học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3, các bạn sinh viên, hoặc là từ các bạn thu nhập thấp đến thu nhập cao có thể mua được điện thoại bên mình. Thì nhà mình thì là báo giá trực tiếp tất cả sản phẩm. Thì các bạn ưng sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp mình qua số Zalo là 0966 và gần trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để đặt hàng, và bên mình đều có ship co nên các bạn yên tâm. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, xin chúc bạn xem video mình một buổi tối ngủ ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn gặp lại clip sau các bạn nhé.